Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiến hành cấp cứu một cái cây. Cái cây đây là ở trong tình trạng là sắp chết. Nó chôn sâu quá các bạn. Bắt đầu mùa mưa là nó uống nước, nó bắt đầu lá nó héo. Nó héo tức là nó chuẩn bị là nó nói chung là nó bị uống nước nhiều quá. Chôn sâu tới cả mét rồi. Mét tới đây. Thì nó héo là bắt đầu người ta đào, người ta đem xuống mình. Ta thấy là bộ rễ còn tốt các bạn, rễ còn được, cũng còn tươi, không có gì. Nhưng mà cái thân là lá đầu héo, nhiều hơn nữa là trong rêu đóng nhiều quá, chôn hơi sâu. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp cứu, trồng lại và trồng dưới chậu, đập hết bầu đất. Rễ cũng còn ok nha các bạn. Ngã ngã thôi, không mưa nữa rồi. Chắc là đâu đó rồi. Rồi, quay hết luôn. Sau khi nghiên cứu thì mình chỉ có tìm ra được cũng thế này, gọi là thế siêu. Rồi, siêu thôi các bác. Ở trên nhìn chưa, không biết có thấy gì đâu. Siêu. Trong tức là trong nhà nó mọc ra. Nó mà nếu mà để tàn nó nhiều chút là mình cho một thớt bạc không? Không, gió thổi bạc qua. Tương lai cũng đẹp lắm. Nó cũng có một cái. Cũng hay ấy. Cái hay của nó. Tương lai cũng được. Cái này từ ra hay là cho ghép ta? Cái này để cho chủ nhà không? Chủ nhà ghép thì ghép. Nhưng mà cái này thì chắc là ghép bông hơi xấu. Này cái bông nguyên thủy nó xấu quá mà. Trồng xong rồi mình tưới nước một lần là xong nha. Tưới nước một lần là mình không có tưới nữa. Là bắt đầu tiến hành che chắn. Che chắn được kín là được rồi. Đó.
sau khi trồng là mình tiến hành mình xử lý cái rơ móc này luôn. Mình lấy cái miếng chà, cái bóp mình chải mình chà, hoặc là mình có máy xịt đó thì mình xịt. Để ngày mai mình sẽ lấy máy mình xịt luôn. Trồng nhiều quá anh. Ngày tí nữa mình tiến hành xịt luôn. Trồng rơ quá nhiều luôn. Xịt không? Cái máy nó xịt luôn rồi. Đây là kịp không? Ngày mai xịt. Phải cần cấp cứu. Mấy cái biển đâu rồi? Không, ấy là mấy nó. À. Nó chim cô vậy không? Không, xịt luôn. Đem cái máy xịt qua các bạn để xịt mấy cái nấm rong rêu á. Cái rong rêu của cái cây mình mới trồng xử lý cho nó sạch sẽ cái cây. Giật máy luôn các bạn. À máy này cùi quá. Khó nổ quá. Này do hôm nay không làm các bạn, ít làm quá nên là máy đó không có nhảy máy. Rồi nổ rồi. Quan quay cho các bạn xem nha. Xử lý đồng rêu khỏi cây. Đây các bạn. Đó, thuốc. Xịt trực tiếp vô cái cây luôn. Bày hết mấy cái lốc trong. Xử lý đồng rêu khỏi cây thuốc. Chặt ghê anh. Trơn luôn á. Cái đó 16 triệu cất mua còn không mắc không rẻ không? Cái đồ mua cái đó mà 16 triệu mà mắc được. Cái đó 16 triệu nó bán hay không quan trọng nữa. Chị bán nào là bán? 16 triệu là bật được, chứ còn cái đó là như tao rồi tao bán 20 triệu. Người ta mua là 20 triệu tao mua cũng được. Cái cây đó cái tàn đẹp quá. Nó có sẵn hết rồi, không có sửa gì hết. Cái giờ cắt gọn gọn, tròn tròn là chơi đẹp luôn. Bông đẹp không? Bông, bông quan trọng nhưng đẹp chứ còn nó ghét quá, ghét nữa chắc. Thánh ghép đây rồi. Có thánh ghép cây đây mà mày lo chuyện bông. Nếu mà ghép là cắt hết mẹ, còn nếu tính giá trị nữa không? Cắt cây nó có thế rồi, ghép nó nhanh. Cái đó giờ nếu mà hứa ra bông đẹp không? Được, nói chung là bông thường thì nó được. Bông nha. Con ta không để ý mấy. Bạn nó hơi muốn đòi 40-50 á. Cắt Đà Lạt xuống đòi 40 không á. Cho nên ta không vô để ý á. Tí mà nó bây giờ ra tí đưa nó ta lấy nha. Ờ, ta lấy thì biết nó bán hay không. Để chị tao rồi đấy. Chịu là phải lụm tiền mới gọi là chịu chứ ông nội. Ông ấy xuống làm việc trực tiếp, ông ưng là chịu tiền luôn. Đưa tiền luôn. Chứ đứng đây mình mới chịu. Cái đó quá đẹp á. Chịu là mới bắt nó cầm tiền. Ủa, sạch trơn luôn đại. Bản cà trời máy.
đấy thì khó đấy các bạn, nó dành dơ lắm, dành là nặng này hết, mình có đam mê mà nó sang hết. Nó sạch mà nó không có bị nó bị xước cây ấy là nó xước. Đứng bên đây này đi. Chưa nói giá cả hết mà chưa nói. Sau khoảng 5 phút xịt giờ thì cái coi nó sạch trơn luôn. Anh đang đây, anh ra được cái máy này. Alo. Cái nào? Có thằng em nhà đấy, nói hỏi thôi. Alo. Thì cao lắm, bữa em nói chị điều xấu thôi. Thôi lấy đi, lấy triệu rưỡi cũng được, lấy đi. Ừ, được, được, lấy đây nè, triệu rưỡi. Lấy, lấy triệu rưỡi cũng được. Chưa giá à, thì cái máy không cho kèm gì? Tao cái hai thằng nhà giá ngày mai sao rồi? Thằng chủ với thằng mua ra coi thử kiếm bài cái lẩu. Rồi xong nha các bạn, sạch trơn rồi đó. Chiều nay tập trung mấy đại gia mai nhiều quá. Còn cái ca to nữa này các bạn, mới bứng về này, người ta gửi này. Người ta gửi trồng vô chậu á. Gốc này hành lớn lắm, khoảng 80 rồi. Ngày mai mình sẽ quay clip vô đất cái coi này các bạn ha, xả bầu vô đất. À, chào tạm biệt các bạn nha.